Ủa Long đi học về nào vậy? À, nhưng mà hôm qua anh kêu em là đi học, kêu bản thân em Đà Nạt rồi em kêu chi vậy? Phải trưởng gì? Còn nói nếu mà anh sẽ vô hắn thì hắn em mới nó mới chịu là nạt. Rồi mày xong rồi. Tức là bây giờ là anh solo với nó, nếu như mà anh thắng là nó mới chịu đền đúng không? Đúng rồi, anh hai rồi. Cây thật sự luôn anh em ơi, tính ra là hôm qua là nó mượn ạc với Lâm để nó chơi anh em. Bởi vì nó nói là ạc nó bị mất anh em à. Và sau đó là nó cài cái gì phần mềm ở trên PC á anh em. Thành ra là cái ạc của bé Lâm là bị Gana khóa luôn anh em ơi. Nói chung là hôm qua là tôi cũng cho bé Lâm một cạc mới á, nhưng mà phải đền cạc mà có MB40 bích vàng anh em ơi. Bởi vì anh em cũng biết là hôm qua cạc đó là không có bộ đồ tủ bé Lâm với lại là MB40 bích vàng ấy. Ok, nhưng mà bây giờ theo em nghĩ là anh có nên bắn không? Chơi luôn hai ơi. Chơi đúng không? Dạ. Ok, bây giờ em đi nhắn tin cho nó đi, vô đó đầu luôn. Lần này là xác định là mình phải kêu nó đền nạn anh em ơi. Còn nếu như mà trường hợp mình thua là từ đây thì sao mình sẽ không kêu nó đền anh em à. Rồi bây giờ đi nhắn tin đi. Dạ. Ok đây anh em ơi, chính là nó, CrySpace 531 này, chính là bạn thân bé Lâm nha. Và đây chính là người mà hôm qua là mạc của bé Lâm bị khóa anh em à. Vãi trưởng thật sự luôn ấy. Bây giờ là anh em bỏ ra 3 giây cũng như là comment là Sima cố lên giúp tôi để tôi có động lực cũng như là chiến thắng trận đấu này nha. Ok, bắt đầu luôn anh em ơi. Mày xong mày bữa nay rồi, lần này đổi 50 cái nồi cơm điện mình còn bắn bể được nữa. Lần này nó tới chuyện nó gọi anh em ơi, dám làm khóa hạt của em trai của mình ấy. Tính ra là nó làm em trai của mình bị khóa hạt nhưng mà nó không có đền hạt luôn anh em ơi. Mặc dù là mình kêu với Lâm là bữa nay đi đòi hạt kêu nó đền ấy, nhưng mà nó không chịu đền anh em à. Nó còn nói là nếu như mà anh trai của mày solo mà thắng tao được ấy rồi tao đền cái kiểu anh em ơi. Mày xong mày gọi nhon này. Ê, từ anh em ơi, bắn gì ghê vậy? Ơ hình như là nó cầm cái súng gì à. Vậy nội nó cầm UMP anh em ơi. Người ta chẳng nói đầu tiên là bắn bằng lục bạc ấy. Nó bắt đầu giở trò lăng gian rồi đó anh em à. Chẳng nói đầu tiên là lúc nào cũng phải bắn lục bạc anh em ơi. Nó mua UMP nó bắn mình không thương tiếc luôn ấy. Đây bây giờ là mình sẽ mua lại hai cây UMP khủng long nhông nhông và mình sẽ cho nó là cái nồi cơm điện nó độn thổ luôn anh em ơi. Mày nhờn này đó, trời nữa cái nồi cơm điện ra đi không bao giờ trở lại rồi. Ok anh em thấy là hiện tại là quán máu khá là ngầu luôn nè anh em ơi. Tôi vừa quay được cái hành động kia anh em à. Đấy hành động ở trong cái bộ đồ kia. Thành ra là skill nó sẽ đổi hết luôn anh em ơi. Ui tí nữa tôi bị thính đè động thổ rồi. À mày nhờ cái mày lú ra. À đù gấm ghê ông nội. Căng nha. Sau hai trận đấu thua không thương tiếc thì tôi cũng đã rút ra được một kinh nghiệm rồi anh em ơi. Không bao giờ khinh thường đối thủ. Trời ơi nó bắn kinh điển luôn ấy. Tính ra là lúc nãy tôi xem nhện của nó là nhện nó cũng ok anh em ơi. Cũng ngang bằng với tôi đấy. Và có thể là tôi sẽ thắng được anh em à. Nhưng mà mới vô là tôi thua hai ván rồi. Đúng nhục như con cá nục luôn. Không sao anh em ơi. 30 chưa phải là Tết thua câu này tôi bày câu khác anh em à. Mày nhờn này. À đù ăn chơi. Lú ra. Ui tôi bắn toàn lên nóc nhà không anh em ơi. Xin dính biệt cũ này. Ui lên đầu được một phát rồi này. À nó công lên luôn anh em ơi. Thằng này có vẻ liều mạng đấy. Này thì liều mạng hả mày. Xin cái nồi cơm điện về nấu cơm này. Sẵn đây là mình muốn thông báo cho những bạn nào mà chơi game trên PC á. Thì nó có một cái phần mềm á là giúp mà anh em chơi PC nhưng mà ghép chúng những người mà bắn bằng mobile á. Thì anh em mà cài cái đó vô là sẽ bị khóa nha anh em ơi. Và thanh niên mà mượn ngạc của bé Lâm mà chơi á là nó dùng cái phần mềm đó. Ngay cả là hình như anh Hùng Makiga là cũng bị phá là do phần mềm đó luôn hay sao anh em ơi. Cây vãi trưởng luôn, nhắc tới là cây anh em à. Bây giờ tôi sẽ tập trung cũng như là dồn hết cái sự cây cứu này của tôi cho vô cái nồi cơm điện của nó. Á à, đù bây giờ mà lú ra. Ui nó bơm máu rồi sao anh em ơi. À này thì bơm máu nè. Ui cái nồi cơm điện tôi bây giờ là không thấy đường luôn rồi anh em ơi. Nó đen thui luôn rồi. À từ từ tôi lui về cái anh em à. Thấy nồi thằng này bắn ghê thế nhỉ. Mày nhân này ơi, từ từ đặt keo cái anh em ơi. À tính ra là nó bắn cũng ghê đó anh em ơi. Không phải là dân mà bắn gà đâu. Gần xong vừa nói dứt tiếng nó bắn tôi ngẫm củ tỏi luôn anh em ơi. Cái hạt mà hôm qua tôi cho bé Lâm á là nó không có MB40 bích vàng với lại là bộ đồ cá mập bay trong gió hay sao á anh em ơi. Cho nên là tôi phải kêu nó là đền lại cái hạt mà y chang cái hạt của bé Lâm luôn anh em à. Nhưng mà bắt buộc là tôi phải thắng trận đấu này anh em ơi. Đây rồi nó cuối cùng cũng ra rồi anh em à. À dân chơi đấy. Tính ra là lúc nào nó cũng có mặt sẵn sàng anh em ơi. Có mặt sẵn sàng thì thôi đưa cái mặt đây liền. Hết sọt luôn anh em ơi. Ok bây giờ là 2-3 nha. Bạn nào mà từ nãy tới giờ chưa có like clip này cho mình á, tôi thách tất cả các bạn là ấn like clip này bằng cái gót chân. Bạn nào mà ấn like được á, tôi tặng kim cương luôn nha. Nhưng mà ấn nhẹ thôi nha, ấn mạnh quá lủng màn hình là tôi không có điện thoại đâu tôi đền đây. Đây anh em ơi, hành động của nhảy qua tường này nãy khá là ngầu luôn. Bạn nào mà up game một thời gian mà mới quay trở lại anh em thề luôn nhìn một phát lú luôn anh em ơi. Bởi vì là game bây giờ thay đổi cực kỳ luôn ấy. À mày làm sao lú ra, mày làm sao, từ lớp 1 tới lớp 5 tao còn chưa sợ.
tao sợ gì mày, khô máu luôn anh em ơi. Rồi bây giờ tí số là 3 điều rồi nha. Hôm qua là tôi đi xem live dạo, tôi thấy là có một ông live mà mod skin cái kiểu ấy, nó mod cái màu B40 ra con cá người đại dương luôn anh em ơi. Trời ơi là trời, nhìn cực kỳ ảo ma luôn ấy. Nhưng mà tôi khuyên anh em là không nên mod nha. Mod là anh gà gán chiên giòn là sẽ cho một phát một là bay ra đảo ấy. À, tính ra là tôi vừa chạy ra là có mặt nó luôn anh em ơi. Thằng này đúng kiểu là dân chơi không sợ mưa rơi rồi. À, không sợ mưa rơi thì sợ mẹ gánh đi chứ còn gì nữa. Rồi, bây giờ tỷ số là 4-3 nha anh em ơi. Hôm nay cỡ nào tôi cũng phải liều mạng thắng được trận đấu này anh em ơi. Nếu như mà tôi thua trận đấu này, xóa game luôn anh em à. Mai tới lại. Trời ơi, là trời xóa game nghĩ luôn là xác định là không có làm clip cho anh em xem thì thôi. Không tới Tết luôn ấy. Tôi cực kỳ đam mê làm clip tấu con bà nó hài luôn. Cho nên là anh em nhớ là xem video tới mỗi ngày vẫn like nha anh em ơi. Đặc biệt là những bạn nào mà xem sớm clip của tôi ấy, nhớ là để lại cái đi game luôn. Tặng kim cương luôn cho nóng anh em à. Tôi là đại gia kim cương mà anh em. À, hình như là nó đang bắn cây MB40 bắn cầu anh em ơi, của lộc bắn xà anh em mà. Trời ơi, có nhiều cũng sai nữa, nhưng mà không sao anh em ơi, bây giờ tôi sẽ ra chỗ này cho nó trống nha. Tôi quyết định bữa nay là sẽ cho nó đội cái miếng dùa lên đầu luôn thay vì cái nồi cơm điện nữa anh em ơi. Đây rồi, xin nhẹ cái miếng dùa này. Rồi bây giờ là 5-3 nha anh em ơi, ngon rồi. Sẵn đây là mình muốn tâm sự với anh em xíu, là như anh em cũng biết tôi với lại là em trai của tôi bé Lâm á là quay video từ xưa với nhau luôn rồi. Thì mục đích của tôi là muốn mang lại cho anh em là những phút giây mà giải trí này, cũng như là mang lại tiếng cười cho anh em xem mỗi ngày á, là khi mà anh em đi học về cũng như là đi làm về và xem. Thì hy vọng là trong năm 2024 này là anh em vẫn còn ủng hộ hai anh em tụi tôi này và xem video mỗi ngày, đừng có tua nha anh em ơi. Và nhớ là đừng comment là tôi ship tụi tôi nha, chửi tôi buồn lắm ấy. Những bạn nào mà anti tôi ấy, nhưng mà anti thì vào xem kiểu ủng hộ tôi nha, chứ đừng comment tôi ship tôi nha anh em ơi. Tính ra là tôi cũng khá là buồn khi mà anh em comment tôi ship ấy, cho nên là anh em kiểu đừng comment nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Ok, đây rồi, ui lên đầu rồi nhưng mà không chết nè anh em ơi. Bây giờ tôi mới biết nó chính là con cháu của Togo ấy. Trời ơi là trời. Từ từ bây giờ tôi sẽ lui về anh em à. À, dân chơi đấy. Tính ra là nó múa lửa cũng ghê đó anh em ơi. Nhưng mà múa lửa thì gặp Sima thôi, cũng tắt điện thôi chứ còn. Đậu xanh, đậu đũa, đậu đen. Vừa nói từ tắt điện là tôi tắt trước luôn anh em ơi. Thôi không sao, tôi đã quay trở lại vận hại của lòng lại hại hôm xưa anh em ơi. Thua kéo này tôi bày kéo rắn gùi anh em à. Bây giờ là tôi đang có là 2 cây UMP nha. Thì như anh em cũng biết là UMP khủng long nhông nhông này là 7 đá và 3 bắn giả là bắn thì thôi, chịu gì nổi nữa anh em ơi. Tôi sẽ công lên cũng như là liều mạng với nó luôn nha. Một mắt một còn luôn anh em ơi. Ê, chưa gì nữa tôi nghĩ là tôi là người mắc trước đó anh em ơi. Vãi trưởng, mắc đâu đó là nửa cái máu ấy. Đây bây giờ tôi sẽ luyện công anh em ơi, quấn máu lại. Nó công lên luôn à anh em ơi, thằng này liều mạng này. Trời ơi, không có một đám vàng luôn anh em ơi. Ngon lành rồi. Đây chính là trận đấu cuối cùng, và coi như nếu như mà tôi win là chốt kèo win luôn anh em ơi. Và tôi quyết định là sẽ bắn bằng ngón chân trong trận đấu này anh em à. Nhưng mà nói tới đây thì anh em nghĩ tôi là bốc phép mồm điêu đúng không? Bốc phép thiệt anh em ơi. Trời ơi là trời, bắn bằng ngón chân có mà nó bắn tôi là chạy không kịp luôn ấy. Không sao anh em ơi, tôi bắn bằng ngón tay vẫn ok. À, bây giờ tôi sẽ lui về anh em mà. Chỗ đó có cái thính nhìn sợ quá trưởng ấy. Tôi mà nhảy mà không đi, hồi nó đè tôi một cái là xuống gặp Diêm Vương luôn anh em ơi. À, xin dính về cổ này. Rồi cuối cùng là tôi cũng đã chốt kèo trận đấu này win nha anh em ơi. Tỷ số là 7-4 rồi nha. Đấy, ngon lành cành đào luôn anh em à. Thanh niên này mà không đền nạt cho bé Lâm thì thôi, tới nhà luôn anh em ơi. À, thì ngày mai chứ có lẽ là tôi sẽ đến nhà thanh niên này cũng như là lấy lại kẹt mà nó đền nha anh em ơi, xem là bên trong đó có gì, cũng như là tôi sẽ review cho anh em xem luôn nha. Và từ nãy giờ anh em xem video đừng quên là cho tôi xin một like này cũng như là một đăng ký kênh nha anh em ơi. Trong dịp Tết này á là có rất là nhiều shop pha ke của tôi cũng như là nổi lên luôn anh em ơi. Không lẽ giờ kiếm cái cây fan tụi nó luôn ấy. Trời gỡ rồi trời, cây vãi trưởng luôn anh em à. Thì bạn nào mà có lên shop ủng hộ tôi á thì ấn vô trong cái đường link mà ở phần comment tôi có ghi nha anh em ơi. Shop chính thức của tôi là có tên là shop simobit.com nha. Từ đây đến Tết là shop tôi tăng tỷ lệ cực mạnh luôn anh em ơi. Ok, thì bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ dừng video đây anh em ơi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.